À, phía trước mặt chúng ta là mai kem á, mai trắng viền vàng. Đây, giống đột biến á, một cái dòng đột biến của mai trắng ra. Hoa trắng không trắng mà vàng không vàng á. Ở giữa trắng mà cái nhị mà cái viền cái đó, cái màu cánh đó, nó ngà ngà. Nhìn cũng dễ thương à. Ừ, giống này thì trồng nó mạnh, nó sức sống nó mạnh, nó nhanh lớn hơn mai trắng, dễ trồng hơn, ít bệnh hơn, viền nó vàng á, ngà ngà, hoa dảo cũng rất là đẹp á, dũng hình parabol rất là đẹp. Rất là thơm luôn. Lá của nó thì màu xanh á, xanh bình thường giống như lá mai vàng á, nó không có cẩm thạch cẩm thiết gì trơn. Này hoa cũng sai lắm à, này ghép mới có 6-7 tháng à, 6-7 tháng là đã cho hoa rồi, mắt ngủ cũng dày lắm. Dòng này cũng lạ. Ngà ngà lúc nụ thì cũng xanh bình thường, rất là thơm luôn. Chung cái nào có nhị là nó thơm hả, chứ không có cái gì mà cái nói mai thơm mai thiết gì. Nhị nhị nhiều là thơm nhiều, cái hàng Phú Tân cực kỳ thơm luôn ha. Có nét duyên giống hình parabol rất là đẹp ha. Đây cây ghép trồng phát triển cũng lẹ lắm, mới có 6-7 tháng à. Cái nụ nó mới lúc mà mới nhú ra nó cũng màu kem kem nữa nè, thay vì những cái nụ khác như nụ đại lộc, nó lúc mà nhú ra thì nó màu vàng đậm à. Màu vàng đậm, thằng này lúc mà nhú nhú ra nó cũng màu kem kem á, kem kem. Còn mai trắng thì lúc mà nhú ra thì màu trắng á. Nhú ra màu kem kem. Nhìn cũng rất dễ thương á. Mai kem. Mà đại lộc ha, mày ghép cũng 5-6 tháng là nó đã cho hoa rồi, mày ghép là rất là dễ hoa, 5-6 tháng là đã cho hoa rồi. À, chúng ta tiếp tục xem một cái dòng mai nha, dòng mai mà cũng là mai trắng lai ra nè. Cái này thì mai trắng mà cái viền nó xanh xanh nè, cũng là cây mai trắng đột biến lai ra, hay là trắng giảo á. Nó không có trắng tinh á, nó trắng mà nó xanh xanh nè, như màu đọt non vậy, giống như màu của cái đài hoa nha. À, thấy dễ thương không, không phải trắng tinh nè, nó là này nó lai hột ra, giống này rất là mạnh luôn. Đấy, cái giống này thì cô ghé cũng có mấy tháng à, này nó đâm thực 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 luôn nè.
lá nó màu xanh nè, giống như kiểu mai rừng á. Đây, trồng hộp thì nó lai ra ha. Đây nè, này cái lai bên đây nè, đó. Xanh xanh nè ha. Có giống này giống kia, lai ra đủ thứ rồi. Mai xanh nè, giống này rất là mạnh luôn. Này, ghép lại gốc vững nè. Này, làm rất là nhiều luôn á. Mai trắng thì nó trắng tinh luôn ha. Trắng tinh, còn thằng này thì cánh nó trắng mà nó có một chút màu xanh xanh của lá cây vô. Nhìn thấy cũng lạ mắt ha. Này, nguyên cây này. Này là lá ửng hồng hồng mà. Còn cái loại này là lá đỏ chét luôn nè. Này, thấy lạ chưa? Đây là cúc đọt đỏ. Cúc đọt đỏ lá bầu tròn. Còn này là giáo đọt đỏ nè. Bây giờ cái tiêu cái nụ này ổn quá. À, đây là giáo đọt đỏ ha. Màu đỏ đậm. Giáo đọt đỏ thì hoa to, cái form là cái nhị phần giữa nó đậm lắm, nhìn đã mắt lắm. Còn đây có cúc VIP nở nè, đây ngày thứ hai của nó ha. À, cúc VIP này ghép chung với giáo Bình Định nè. Giáo Bình Định là hoa cũng rất là đẹp à. Ba lớp ha. Cúc VIP đây, ngày thứ hai nó phồng lên như cái bông hồng á, nhìn đã chưa. Nè, lúc mà nó mới nở ra thì nó còn chấm 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 chiếm á. Đây, tới ngày tới trưa trưa á nó phồng lên, tới ngày thứ hai nó phồng lên luôn nè, như cái bông hồng nha. Nhìn hoa rất là dày luôn á. Cũng ba ngón tay nha. Ít hoa nhưng mà được cái là hoa rất là đẹp ha. Người ta mới kêu là VIP ha. Như hoa hồng ha. Hoa mai mà nó đẹp mà nó rất là dày lớp à. Cánh nó không có thẳng nha, cánh nó như cánh màu hồng á. Cái này mà nó mà màu hồng cái nữa à, là y chang hoa hồng luôn ha. Quá đã ha. Đây, cái này không cần số lượng nhiều quá ha. Chỉ cần một vài bông mà ngắm là nó đã rồi. Ta ghép mấy cây mini á, có bông này bông kia ta ngắm nó đã thiệt đã ha. Nhìn cái bông nó đã gì đâu á. Cái này chỉ thích hợp ghép mấy cây nhỏ thôi. Ghép mấy cây bự thì nó ít bông, coi không đã. Ghép cây nhỏ chúng ta chăm chút từng bông, coi từng bông mà nó mát mắt. Ghép mấy cây bự thì nó thưa bao thưa rỉnh bông à. Mấy cây bự thì chúng ta gọi là ta cần cái coi cái tổng quan á. Tổng quan nên ghép mấy giống giảo đâu. Còn cái này thì chúng ta coi lại
chúng ta xem là xem cái chi tiết của nó ha. Ngắm ngắm là ngắm cái chi tiết của nó ha. Đã chưa? Mê ly ha. Quá đẹp. Như hoa hồng màu vàng vậy ha. Mỗi hoa nó có mỗi nét riêng của nó ha. Đấy. Nó nào đẹp hơn cũng khó, chúng ta yên tâm đồng ta đang ngắm nó, chúng ta vui được rồi. Đó là mà nó là cái cũng mang lại cái mục đích nè, mục đích là ngắm hoa là mang lại niềm vui là được rồi. Chứ ngắm hoa mà bực dọc mà ghen ghét nhau thì hết vui ha. Ghen ghét chê bai đủ thứ hết vui rồi. Cúc VIP nghe qua thằng cúc đọt đỏ ha, đọt nó đỏ nhìn đã, nhìn thấy lá cũng đã nữa nè, hoa giống như hoa hồng á, dũng mà. Nhìn lá hay mê. Đây là mai đài lộc nè, mỗi hoa mỗi nét ha. Hoa bự là bự to tròn dày lớp như cúc vậy ha. Cái đặc điểm của giống đài lộc là nở ra nó không có bị thâm á, không có bị thâm giống như là kiểu như mấy cái giống cúc, nở ra hoa rất là sáng nha. Lác đác trong đây à, có 500 cây mai đại lộc này là ngắm hoài luôn ha. Đó. Đây, ghép đa dạng á, thì ghép đại lại đây, cây này ghép đại lộc nè, cây này thì ghép giáo đọt đỏ, cây này thì ghép mai xanh, mai xanh, còn cây bên đó thì ghép giáo Bình Định, ghép cúc VIP ha, nhiều giống. Đây, có sự đa dạng. Ta xem lại cúc VIP ha, mỗi hoa mỗi nét nhìn rất là đẹp ha. Ngắm một hoa thôi là cũng đủ phê rồi ha. Rồi, chúc mọi người xem video vui ha. Cúc VIP ha.